khi máy photo của anh chị và các bạn gặp những cái hiện tượng như là da bản chụp bị đen. Đây như tôi đang chụp trên một cái model của hãng Konica, hoặc là một nhãn hiệu máy bất kỳ nào đó, anh chị và các bạn gặp rất nhiều những cái sự cố liên quan đến hình ảnh, bản in, bản photo, hoặc là tình trạng trên cái lỗi kéo giấy, hay là rất nhiều những cái ban bệnh trạng thái báo lỗi khác nhau. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái bí quyết giúp cho anh chị và các bạn giải quyết hoàn toàn những cái ban bệnh thường gặp trên máy photocopy. Hãy liên hệ số điện thoại chúng tôi để trên màn hình. Cái ban bị đen toàn bộ bản photo thì chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác như sau. Tắt máy, và cái phần chúng ta phải tiếp cận đó là cụm The Room. Rồi các bạn sẽ tháo ra như chúng tôi hướng dẫn. Với Konica thì sẽ có hai cái nhàm cài hai bên trái phải để chúng ta đè tay và bóc cái cò, sau đó nhấc ra ngoài. Và cái ban mà anh chị và các bạn thấy ở phần đầu của video ấy, nó bị đen toàn bộ bản in hay là bản photo. Mọi chức năng anh chị dùng máy với trạng thái lỗi như vậy, nó sẽ ra một cái bản đen tương tự như vậy. Và công việc của chúng ta đó là phải kiểm tra cái cụm này, đặc biệt đó là vị trí của thanh cao áp. Đây là vị trí của thanh cao áp của Konica. Với bất cứ máy nào trường hợp tương tự như vậy, ví dụ như anh chị và các bạn đang dùng Ricoh, dùng Xerox, Toshiba hay bất cứ một nhãn hiệu máy nào khác, thì cái công việc của anh chị cần giải quyết và kiểm tra để hết cái ban đen cái bản như tôi quay ở phần đầu video, đó là thanh cao áp. Một số model thì sẽ dùng trục cao áp hay dùng những cái công nghệ để nạp được điện tích, và cái hiện tượng đó do nguyên nhân nạp điện tích của phần cao áp. Tại thì chúng ta đã biết là Việt Nam chúng ta đang xảy ra một cái làn sóng thất nghiệp vô cùng là khắc nghiệt. Rất nhiều doanh nghiệp đã không có việc làm, không có đơn hàng, và tình trạng thất nghiệp đang xảy ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và điều này rất là đáng tiếc với tất cả chúng ta, mà không ai mong muốn cái điều này xảy ra cả. Với tình trạng thất nghiệp trên diện rộng như vậy, thì để kiếm một cái nghề gì đó mà không bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng công việc, khủng hoảng việc làm, thì anh chị và các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0964 405 366. Chúng tôi sẽ tư vấn và chuyển giao giúp cho anh chị và các bạn có một cái nghề để chúng ta không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng khi mà cái nhu cầu việc làm trên thị trường bị tác động. Nghề chúng tôi muốn bật mí và giới thiệu đến anh chị và các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ đang vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Hãy liên hệ với chúng tôi, Học viện iCopy, 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, trung tâm chuyên đào tạo và giới thiệu việc làm chuyên ngành kỹ thuật máy văn phòng. Nghề thì chúng ta phải cần đến cái thời gian từ 1 đến 2 năm để đầu tư thời gian và khá tốn kém về chi phí tài chính để có thể học và hoàn thiện một cái nghề. Nhưng với nghề kỹ thuật sửa chữa máy văn phòng, đặc biệt đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, thì anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, chỉ cần đầu tư thời gian khoảng từ 3 cho đến 6 tháng với những cái khóa căn bản, và 1 năm cho đến 1 năm rưỡi với những cái khóa chuyên sâu để chúng ta trở thành chuyên gia kỹ thuật máy photocopy. Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo từ căn bản đến chuyên sâu, và đặc biệt đó là chúng tôi cam kết giới thiệu việc làm. 100% học viên tham gia những cái khóa học của iCopy Phú Sơn chúng tôi đều được giới thiệu việc làm với mức thu nhập ở cái ngưỡng trung bình khá từ 8 cho đến 10 triệu với những kỹ thuật viên có cái thâm niên trong nghề sau học khoảng 6 tháng đến 1 năm, và mức thu nhập này sẽ tăng lên từ 10 cho đến 12 triệu và ở ngưỡng 15 triệu với những học viên có thâm niên sau đào tạo khoảng 2 năm đến 3 năm. Các bạn trẻ quan tâm đến một cái công việc có thời gian học ngắn và có việc làm ổn định sau đào tạo, hãy liên hệ với chúng tôi, địa chỉ Học viện iCopy Phú Sơn, 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại anh chị và các bạn liên hệ đó là 0964 405 366. Các bạn có thể truy cập vào website iCopy.com.vn để cập nhật những cái thông tin sản phẩm về dịch vụ đào tạo, rồi dịch vụ máy văn phòng tại công ty cổ phần tập đoàn Phú Sơn chúng tôi.